Chào các bạn, trong video này á, theo yêu cầu một số bạn á, mình sẽ hướng dẫn các bạn đo cách đo đạt kiểm tra cái bo nguồn led driver này nha các bạn. Đây nè. Các bạn xài các đèn led trong gia đình như cái đèn tip led T8, đèn led bulb hoặc led 5 trần á, thì các bạn phải cầm một cái nguồn led driver nha các bạn. Nguồn led driver này giống như chính là cái nguồn cung cấp điện áp cần thiết, nó cung cấp điện áp và cái nguồn dòng ấy ạ. Này điều khiển theo nguồn dòng nha, dòng điện, dòng ổn định cho các module led các bạn. Đây nè, nó sẽ có hai loại các bạn, một là nguồn áp, hai là nguồn dòng. Cái này cái bo nguồn led driver này á, sẽ điều khiển theo nguồn dòng nha các bạn, làm cho cái dòng nó ổn định nha các bạn. Nhưng mà điện áp ra cũng cần phải ổn định nha các bạn. Từ cái dòng giới hạn á, cái dòng định mức của cái chip led á, nó mỗi chip led sẽ có một cái dòng định mức của nó. Nên các bạn muốn nó hoạt động tốt á, thì cái dòng của nó phải ổn định và đừng có quá cao, không có quá cao quá thấp nha các bạn. Cao quá thì nó sẽ cháy cái chip led này. Còn thấp quá nó sẽ làm cho chip led không sáng, mà sáng mờ, sáng yếu ha. Ơi. Một yêu cầu đặt ra là cái bo nguồn led driver này rất là hay bị hư nha các bạn. Nó chiếm khá nhiều nha. Cái nguyên nhân hư của nó như trường hợp mà đèn led bị nhấp nháy á, nhất là đèn led bulb á, led bulb tròn á, nó hay bị nhấp nháy. Led T8 nó cũng hay bị nhấp nháy á. Hoặc là cái trường hợp mà mất cái áp ngõ ra nha các bạn đo áp ngõ ra, amp out nè, nó không có điện áp ngõ ra là nó không có cung cấp nguồn cho các thanh led hoặc là cái module led á hoạt động á, là nó nguyên nhân lại do cái bo nguồn led driver này nha các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà đo kiểm tra đo nguội nha các bạn. Cái này cách này á, các bạn có thể áp dụng luôn trong cái cách đo đạt thiết bị điện tử các bạn, đi linh kiện điện tử á. Bình thường á, các bạn học trong trường á, thì người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách nha. Các bạn học chuyên ngành điện tử á, sẽ có hai phương pháp, một là phương pháp đo nóng, một là cái thứ hai là phương pháp đo nguội. Còn ở đây á, thế nào là phương pháp đo nóng? Đo nóng á, có nghĩa là bạn cắm trực tiếp nha, cắm nguồn trực tiếp rồi đo trực tiếp lên trên linh kiện. Như các bạn đo điện áp, đo điện áp trên hai đầu tụ nè, đo điện áp cho nó là đo điện áp trên cầu diốt hoặc là đo điện áp via ngõ ra. Cái đó là phương pháp đo nóng nha các bạn. Cái phương pháp đo nóng á, mình đã hướng dẫn các bạn trong một cái clip mà sửa bí kíp mà sửa led driver các bạn, là các bạn có thể tìm trong kênh của mình nha. Cái đó mình đã có một vài video á, hướng dẫn các bạn đã sửa cái nguồn led driver này bằng cái phương pháp đo nóng. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn bằng phương pháp đo nguội nha các bạn. Cái cách đo nóng và đo nguội á, nó sẽ có ưu điểm nhược điểm riêng nha. Như cái cách đo nguội á, đo nguội là các bạn không trực tiếp á, là các bạn có thể đo nhanh chóng, tại vì linh kiện nó nằm sẵn trên bo. Đây là mấy linh kiện này nằm sẵn trên bo, các bạn có thể lấy đồng hồ dùng các bạn đo sơ bộ, đo kiểm tra ok. Là ví dụ con linh kiện này không chết thì các bạn bỏ qua rồi kiểm tra con khác ha. Nhưng mà nó có nhược điểm á, là các bạn không xác định được cái điện áp. Ví dụ như cái này á, cái con này á, ví dụ các bạn sẽ đo nó sống rồi đúng không, nó sống nhưng mà các bạn không biết cái điện áp này nó ra ổn định hay không, hoặc là nó bị sụt áp hay gì á, là các bạn thua ha. Cái gì đây, các bạn phải kết hợp cái phương pháp đo nóng và đo nguội. Còn nếu mà các bạn dùng phương pháp đo nóng á, đo nóng là nó có điện xác định được chính xác cái khu này, khu vực ABC gì đó, nó sẽ mất, nó bị sụt áp hoặc mất điện áp hoặc là lý do gì đó nó làm cho cái mạch không hoạt động. Nhưng có cái xác định là các bạn phải cẩn thận nha các bạn, tùy chạm chân á, nhất là chạm chân các bạn như đo nóng trực tiếp á, các bạn không được ấy nha, tùy cái này khu vực này điện áp cao á, điện áp cao nó sẽ bị giật nha các bạn. Như các bạn vô tình các bạn chạm tay vô bị giật. Hay là cái thứ hai á, nhắc lại y thêm nguồn xung nữa các bạn, nhắc lại y thêm nguồn xung rồi đó.
bất kỳ IC nào á, các bạn mà chơi khi nó đóng các bạn chạm chân IC á, nó sẽ bị giật nha các bạn. À, nó bị chết IC nha các bạn. Khả năang chết IC nha. Còn các bạn đang nguội á, các bạn lỡ mà chạm chân vô á là IC nó không chết nha các bạn. Thì nó cái IC lúc đó là không hoạt động, với điện áp nó không hoạt động, không có. Rồi chứ mà các bạn đau nóng á là các bạn chạm lỡ chạm hay chập hai chân hay của IC vô là có khả năng chết IC nha các bạn. Nó phát sinh nữa. Cái phương pháp đau nóng mình đã giới thiệu trong một video rồi nha các bạn có thể tìm trên kênh mình nha. Rồi còn bây giờ là mình hướng dẫn các bạn, nhất là các bạn chưa biết gì á, các bạn muốn dùng cái cách nào đó kiểm tra nhanh chóng cái linh kiện chết á, thì các bạn hãy sử dụng cái phương pháp đau nguội nha các bạn. Đây đây đã bao nguồn led driver nha các bạn, cái gì mình mở ra nha. Cái đo nguội này các bạn, nó xác định nhanh, giúp các bạn xác định nhanh chóng cái linh kiện hơi nha các bạn. Nói chung đây là bí kíp trong nghề, có gì mình hướng dẫn các bạn để các bạn có thể tự tay ở nhà sửa được các bo nguồn led driver này nha các bạn. Các bạn mở nguồn ra nha các bạn. Thứ nhất các bạn đo điện áp qua, không có mất điện áp mở ra nha các bạn. Các bạn kiểm tra cái con gì trước tiên, chính là cái con này đó các bạn, cái con IC nguồn xung nè. Cái con này chết trước tiên nè các bạn, đa phần mất điện áp gì đó nó chết trước tiên nha các bạn, nên các bạn cần thiết các bạn kiểm tra con này cho mình nha, đầu tiên luôn nha. Khi mà cái sau đó các bạn kiểm tra tiếp cái con này nè các bạn, cái con nếu mà không có luôn, nó cháy bị chập cháy nổ vậy, các bạn kiểm tra luôn cái con cầu diốt nè, IC chính lưu nè, đây nè, nó có hai chân nha các bạn, chân cộng chân trừ á, các bạn kiểm tra luôn cho mình nha. Đây là mình giới thiệu cho cái cách mà kiểm tra cho các bạn nha. Ở đây mình sử dụng đồng hồ số nha các bạn. Các bạn chuyển cái thang đo diode cho mình nha. Chuyển thang đo diode. Đây. Để mình kiểm tra cái này á các bạn. Các bạn dùng que đo ha. Các bạn nhìn cái con IC nguồn xung này các bạn, nó sẽ có hai chân. Đây các bạn nhìn dấu chấm không? Đây là dấu chấm nè các bạn, đây là dấu chấm nè, dấu chấm á, dấu chấm là chân 1 nha. Các bạn đếm lùi đi ngược chiều kim đồng hồ, chân 1, chân 2, chân 3, chân 4 nè. Ở trên là chân 5, chân 6, chân 7, chân 8. Thấy cái cách mắt này á các bạn. Cái đa phần cái nguồn led driver này các bạn là chân 5, chân 6 á, thì nói chung, chân 7, chân 8 nói chung nha. Nhiều khi á, có IC này nó khuyết chân 7 luôn nha, chân 7 không có luôn. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì nha các bạn. Tùy vào cái IC mà người ta, cái nhà sản xuất người ta chế tạo á, nó sẽ có hoặc không có cái chân 7 nha các bạn. Đây nè, các bạn đo cho mình nha. Các bạn kẹp cái chân que đỏ, không biết que đỏ đen gì á, các bạn cứ cặp đo chân 1, chân 4 cho mình nha. Các bạn đo chân 1, chân 4. Trong quá trình đo á, các bạn sẽ thấy một kim á, cái số này nó sẽ nhích lên khoảng từ 500 mấy đến 600 các bạn, 600 ohm á, cái giá trị á. Và sau đó các bạn đảo ngược que đo lại là nó không lên điện trở nha các bạn, là cái IC đó tốt, khả năng nó sống cao nha các bạn. IC chưa. Đây nè, mời các bạn cặp chân đo chân 1, chân 4 nha. Thấy không? Các bạn đo thấy 591 ohm nha các bạn. Đây nè, mình đo thuận cái nè, nó lên 591 ohm nha, đúng không? 591 ohm. Rồi các bạn đo đảo cái chiều qua đo các bạn đo ngược lại nha. Đây nè, quay đỏ các bạn vô chân 4, quay đen các bạn vô chân 1, 540 ohm các bạn thấy không? Đây nè, các bạn đo thuận nè,
quay đỏ chân 1, quay đen chân 4 là 591 ohm. Nhưng mà các bạn, khi các bạn đảo ngược quay đo lại, quay đỏ chân 4, quay đen chân 1 giá trị là 540 ohm. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là IC này các bạn nó bị chạm này nha bạn. Nó bị chạm, nó bị rò rỉ ở trong rồi nha. Là cái IC này chết rồi nha các bạn. Mất xô các bạn luôn nha, IC này chết rồi nha. Đây là cái trường hợp thứ nhất nha các bạn. Ở đây á, mình sẽ kiểm tra đây nè. Đây là cái trường hợp IC tốt nha các bạn. IC tốt nè. Quay đỏ nha các bạn, quay đỏ các bạn, kiểm tra chân mơ, chân số 1 cho mình nha. Quay đỏ chân số 1, quay đen chân số 4. Rồi, nó không lên kia, không lên số nha các bạn là ok nha. Đây là một là không lên số nè. Một chiều không lên, một chiều lên nha các bạn. Rồi, các bạn đảo quay đo lại nha. Chân 4 là quay đỏ, chân 1 là quay đen. Đấy, các bạn thấy không? 568, 67 ohm là IC tốt nha các bạn. Cái là kiểm tra cho mình cái chân, kiểm tra cái chân 1 xong chân 4 là ok. Một cái chiều thuận á, thuận ngược. Một cái á, thì nó không lên số, một cái lên số nha các bạn. Lên số tầm gần 600 nha các bạn, là ok nha. Đây nè, 567 ohm đúng không? Rồi các bạn đâu đảo ngược lại. Đây nè, không lên số nha các bạn, ok nha. Cái con IC này là tốt nha các bạn. Cái này lấy từ bo tốt nha, IC tốt. Một trường hợp khác nữa là cái, đây là trường hợp thứ hai. Còn cái trường hợp thứ ba nha các bạn. Đây nè, đây cũng là một cái bo, bo nguồn led driver nha các bạn. Đây, chân số 1, các bạn như chấm này thấy không? Chân số 1, 2, 3, 4. Rồi, mình sẽ tiến hành mình đo nha các bạn. Còn nó như thế nào ha? Quay đỏ nè các bạn, chập số 1 ha. Quay đen chập số 4. Các bạn thấy không? Chân 1, chân 4 nó bị chạm rõ ràng luôn nha các bạn. IC này giờ hư rồi nha, nó bị chập quá, nó bị chạm luôn nè. Cái trường hợp kia nó bị rò rỉ các bạn, nó cứ như là sắp bị đai luôn á các bạn. Đây là cái gọn trên này bị hẳn luôn nha các bạn. Chân 1, chân 4 nè, chân 1, chân 4 nó 0.06 nè. Đây mình đảo qua đo lại nha. Đây là các bạn thấy không? Đảo qua đo lại cũng 0.06 luôn các bạn. Nó mới chạm nha các bạn. Chạm cái nguồn á là cái như là cái nguồn VCC các bạn. VCC, cái chân 1 á là chân mát, chân số 4 á là chân VCC của nó, VCC nó chạm mát là hư. Con này bị chập đứt hư nha các bạn. Đây nè. Các bạn thấy không? Đo thuận nè, đo ngược nè. Cái giá trị của nó, nó chạm mấy các bạn, bị chạm chân nhau nha. Và là cái con IC này hư nha các bạn. Và kết luận là gì? Là trường hợp á, chỉ có trường hợp là IC này nè các bạn. IC này á là nó tốt á, IC tốt á là nó lên cái mức khoảng gần 600 ohm nha các bạn. Đo thuận, còn đo ngược, đo đảo chiều nguồn qua đo là nó không lên nha các bạn, là IC tốt nha. Này good nha. Đây là cách mà các bạn xác định nhanh cái dùng bằng phương pháp đo nguồn, xác định nhanh cái IC nguồn xung này nó còn sống hay chết nha. Còn cái con thứ hai á, các bạn kiểm tra cho mình nha. Đây mình hướng dẫn các bạn kiểm tra con IC chính lưu nha. Đây là IC chính lưu nè các bạn. Cái hai chân vào á, các bạn nhìn thấy không, để ý không? Là có ở trên, phía trên á nó có cộng trừ. Đây là các bạn. Thấy không? Đây là dấu cộng trừ nè. Các bạn không quan tâm cái AC vô nè, cái cộng trừ nha các bạn, cộng trừ nè, cộng nè. Cộng trừ. Là các bạn đo hai chân nha. Đo cũng y hệt vậy nha các bạn. Một chiều á, các bạn đo kiểm tra IC nguồn xung này nè. À, cái IC chính lưu nè. Cái chân mà cộng trừ các bạn. Là các bạn đo cái lên cái không lên nha các bạn.
cái lên số cái không lên số ha. Đây mình sẽ tiến hành đo nha các bạn. Quay đỏ các bạn, chập đại nha các bạn. Cứ chích vô chân nào cũng được, mày hai chân cộng trừ á, mà mình đảo lại nha các bạn. Đây là một chiều á, các bạn thấy không, nó lên nha, nó lên khoảng 725 ôm nha, là một chiều. Còn đảo chiều ngược lại coi nó có bị chập không, bị chập á là nó bằng không hoặc nó đứt luôn nhau, không có tổng trở nha. Đã này ok nè, IC9 luôn này, ok nha các bạn. Đây là nó không lên số nha các bạn, nó không lên số là ok nha. Là cái con IC9 luôn này tốt nha các bạn. Đây là cái con này tốt nha, một chiều lên một chiều không lên. Đây nè, nó không lên nha các bạn. Đó ngược lại, các bạn đảo ngược lại nó lên 700 mấy ôm á, là ok ha. Đây nè, 723 ôm nè các bạn, là ok nha. Là cái con IC này tốt nha các bạn. Kiểm tra thứ nhất tiếp theo á, cái này là cuồng dây nha các bạn, cuồng cảm không phải biến áp nha các bạn. Cuồng cảm các bạn có thể dùng thang đo diốt. Cái cuồng cảm trong đây á, các bạn dùng thang đo diốt nha các bạn. Hoặc là các bạn dùng cái ký hiệu mà cái chuông nữa các bạn, báo chuông tích tích á, các bạn đo dùng thang đo diode cũng được ha. Thang đo diode này các bạn kiểm tra cái cuộn dây á, có hai chân ha, các bạn cứ kẹp bị chích vô coi nó bị đứt hay không. Chắc chắn cuộn dây không, bây giờ nó đứt nha các bạn. Cuộn dây cuộn cảm á, cái này nó giống như cái biến áp xung nha các bạn, biến áp xung trong cái nguồn switching cái cục sạc các bạn, nhưng mà thực ra không phải nha. Cái này nó làm giống như cái biến áp xung thôi nha, chứ thực ra không phải cái biến áp xung. Cái này cuộn dây cuộn cảm thôi. Đây nè, các bạn thấy không? Đo hai đầu á, nó sẽ lên 0.03 ôm đúng không? Là các bạn đo là cái cuộn dây này không bị đứt nha các bạn, không bị cháy nha. Cái cách thứ hai các bạn có thể dùng cái thang đo ấy nè các bạn, cái thang đo mà chuông các bạn. Các bạn bật cái chuông cho mình đó. Các bạn đo, nó sẽ kêu tích tích là cái trường hợp là thông mạch đó các bạn. Đây nè, các bạn thấy chuông không? Đây nè, ba ôm nha các bạn. Đây đã lên ba ôm nè, ba ôm là chứng tỏ là cuộn dây này nó không bị cháy, không bị đứt gì nha các bạn, nó ok nha. Cái này á, nó kiểm tra cho mình vừa cái tiếng chuông là nó báo là thông mạch, cái thứ hai á nó sẽ báo cho mình cái giá trị điện trở ra đây luôn. Đây là ba ôm hai các bạn ha. Rồi trên đây còn linh kiện gì nữa không? Con mấy con điện trở này các bạn giờ biết dễ ha, cái con tụ cái con diốt cái này các bạn nếu các bạn đo diốt á, các bạn cũng chỉnh ra về thang đo diốt cho mình nha. Đây nè, chỉnh về thang đo diốt nha các bạn. Đo cũng y hệt nha, kim á một cái một chiều lên một chiều không lên nha các bạn, là diốt tốt nha. Đây nè, đo hai cái đầu diốt này các bạn, một đầu lên nha, một đầu lên để nó lên nè. Rồi các bạn đã quay đo lại ha. Rồi đầu không lên, động lên lại đi ốp to này tốt nha các bạn. Rồi trường hợp mà nó bị đứt á là các bạn không thấy tổng trở luôn nha, hoặc là nó bị chạm các bạn, đa phần thấy nó bị đứt á, bị đứt là không lên tổng trở nha. Còn có bị nó trường hợp mà nó bị chạm á, bị chạm đó nó thẳng luôn nha, nó là nó đo là nó về không luôn nhau bạn, không ôm luôn nha. Đây nè, cái này là tốt nha, đo thuận đo ngược là tốt nha. Thưa các bạn là 460 ôm mà. Có linh kiện trong mạch đó, trong mạch nó rất đơn giản nha bạn, không còn có gì để kiểm tra nữa nha. Còn điện trở là quá dễ nha bạn, cái máy điện trở này các bạn chỉnh cái thang đo điện trở nha.
Còn mấy địa chỉ dán á, các bạn kiểm tra á, đó mình hướng dẫn luôn. Linh kiện địa chỉ dán này á, các bạn dùng cái thang đo maximum cho mình nha. Mấy cái con giá trị chở lớn nè, cái con địa chỉ mồi nè các bạn. Đây nè, 334 nè, hai con địa chỉ nối tiếp vậy nè các bạn. Đây nè, 334 330 kg á. Mấy con địa chỉ này nè, các bạn ơi, chỉnh cái thang đo maximum em lớn nhất cho mình nha, M các bạn. Đây nè, các bạn chỉnh cái giá trị khoảng 2M cho mình nha, các bạn đòi các bạn đo. Đo lỡ lên giá trị điện trở liền nha các bạn. Giá trị này đo được cũng xác định được nha. Đây nè các bạn thấy không? Thấy không? Nó lên số đàng hoàng nha các bạn. Là ok ha, trường hợp đó nó bị đứt bị cháy á, là các bạn ấy luôn nha. Đây nè, hai con giống nhau nè các bạn. Tại vì nó các bạn muốn chính xác các bạn phải tháo ra ngoài cho bo nha, tại vì trên bo nó còn cái nội chở nha các bạn. Rồi nó gắn trên bo thì tất nhiên á, cái tổng chở của nó sẽ giảm hơn so với khi các bạn để ngoài nha, để ngoài á nó sẽ cao hơn ha. Khi linh kiện các bạn muốn đo các bạn tháo ra ngoài á thì tổng chở sẽ đo chính xác. Còn các bạn gắn trên bo nó ảnh hưởng đến cái linh kiện trong mặt đó, nên cái tổng chở nó sẽ giảm nha các bạn, giảm chút xíu nha. Và các bạn xác định đo mấy con điện chở mồi điện áp này á, là các bạn rõ ràng là các bạn ấy nha, đo được hết nha các bạn. Đây nè mấy con điện chở, cái giá trị mà điện chở ấy các bạn, điện chở mà lớn á, điện khoảng 330 kg á, đã lên đó các bạn, 260 mấy á là ok nha các bạn. Ở trên mặt không còn cái gì đâu các bạn. Còn cái cuối cùng là có cái con mấy con cọng nguồn này thôi. Đây nè, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn là kiểm tra nè, IC nè, IC nguồn xung nè, IC chính lưu nè, cuộn dây nè, cuộn dây cuộn cảm rồi có trong diode cho này nè. Rồi mấy con điện chở dán nha các bạn, điện chở dán là hết rồi nha. Điện chở dán, điện chở thường thì điện chở vòng màu nè, cũng vậy nha, y hệt như vậy nha các bạn. Còn cuối cùng á là mấy cái con tụ nha các bạn, tụ lọc nguồn nha các bạn. Cái tụ lọc nguồn ở đây là đây nè, cái tụ lọc nguồn ở đây là 22mm các bạn, 400V. Đây nha các bạn. Cái tụ này 3.3mm 250V. Cái nguồn này nguồn VOUT nha các bạn, VOUT cấp cho LED nha các bạn, module LED đó. Thế thì các nguồn này các bạn, các cái tụ này á, ở đây còn có tụ nhỏ các bạn, cái tụ nhỏ này là cái lọc nguồn các bạn, lọc nguồn cho cái chân số 4 của IC nguồn xung rồi các bạn. Đa phần mấy cái tụ quá này các bạn, lọc nguồn hết nha các bạn. Lọc nguồn DC cho nó phẳng nha các bạn. Thế thì kiểm tra bằng cách nào? Kiểm tra các bạn á, cái tụ này á các bạn, nên thứ nhất là tụ bị phù nè, cái phù nè. Các bạn nhìn đi, tụ bị phù không? Phù á là cái nguyên nhân á là nó gây ra hiện tượng là đèn LED bị nhấp nháy nha các bạn. Đèn LED tiếp LED T8 á, T8 là LED bulb á. LED âm trần cũng hay bị nha các bạn. Là cái nguyên nhân cái tụ bị phù này các bạn. Là các bạn trước hết rồi các bạn mấy cái tụ cái chạm mấy tụ nguồn này á, là các bạn cứ tháo ra cho mình nha. Các bạn dùng mua hàng nha, các bạn dùng mua hàng các bạn tháo ra, tháo khỏi bo cho mình nha, rồi các bạn kiểm tra nha. Tháo hẳn ra khỏi bo nha các bạn. Để mình kiểm tra ở đây mình sẽ dùng hộp kim, không dùng đồ số nha các bạn. Đây là nguồn hộp kim ha. Mình sẽ kiểm tra cái mức độ nạp xả của tụ các bạn. Các bạn có thể điều chỉnh nhân thân bao nhiêu, 10 nhân 100 thì cũng nhau cũng được nha. Tụ á, cái đặc tính của tụ á là nạp xả nha các bạn, nạp điện xả điện. Sau khi các bạn tháo cái bo tháo khỏi ra ngoài á, các bạn tháo các bạn kiểm tra nha.
ở đây nè, có một số giá trị nè các bạn. Đây các bạn tháo ra các bạn dùng đặt cái thang đo nhân 10 nhân mua 100 nha. Các bạn thấy không? Khi mà các bạn tháo ra khỏi bo các bạn đo kiểm tra nó có nạp xả không nha. Cái tụ như tụ chết nha mà. Nó không còn khả năng nạp xả điện nha mà. Đây nè. Các bạn đo thuận đo ngược vậy á, đảo chiều quay đo. Là kim không lên nha các bạn, kim không lên đâu. Nè. Đo thuận đo ngược thì không lên đâu. Rồi các bạn, nếu trường hợp vậy á, hoặc là trường hợp á, cái kim đây nè, nó nhích lên đây nè, nó nhích lên mà nó không về, không về không á, là chắc chắn là tụ hư nha các bạn. Đây nè, hư tụ này hơn nha, nó không có biểu hiện gì luôn nha. Còn đây là trường hợp á, cái tụ bị chạm nha các bạn, tụ nè. Đo thuận đo ngược nè, không nó lên rồi, nó lên nè các bạn, như giờ không luôn các bạn. Mình chập cái đo lại, nó như giờ không nha các bạn. Dạ, như vậy là cái tụ này cũng hư nha các bạn. Rồi mình bỏ qua. Rồi đây là con tụ tốt nha các bạn. Tốt nè các bạn, đó khi mà các bạn kiểm tra mình tháo ra trên bo đây nè, tháo muốn kiểm tra bên tụ á là các bạn phải tháo ra nha, nhất là đây cái đèn led mình chấp nháy á, bắt buộc là đều mình lần khuyên á là các bạn cứ tháo thẳng nha. Chứ đây nè, giờ các bạn thấy không bị phù á, nhưng mà các bạn cũng sẽ tháo ra kiểm tra nha, coi mức độ nạp xả của nó ok hay không nha. Chứ có nhiều trường hợp đó, như mấy trường hợp kia là nó nạp xả tuy nó bị phù á, nhưng mà nạp xả điện nó kém hoặc là không nó không lên kim luôn nha các bạn. Yêu cầu á nó phải lên kim, nó nạp lên mới nó xả rồi không ha, là cái tụ đó chất lượng tốt nha. Còn trường hợp mà nó lên mà kim mà nó đứng luôn á, hoặc là trường hợp mà nó lên maximum á, lên khoảng không ôm á, là cái nó bị chạm nha các bạn, là không máy được nha. Rồi 10 ohm 10 micro ra là 400V. Là các bạn thứ nhất, các bạn quan sát bên ngoài á, các bạn kiểm tra là cái này không bị phù là ok, cái bước đầu tiên nha. Bước thứ hai á, các bạn tháo cái bo ra. Rồi các bạn kiểm tra tương tự nha. Rồi. Cần nó không lên đó, các bạn chỉnh xíu ha, lên thang đo nhân 100 ha. Các bạn thấy không? Nó lên kim nha, nó lên kim mà nó về không ha. Đây nè. Nó lên cái là về không, đây nè. Kim lên cái về không luôn. Thấy chưa? Là cái tụ tốt nha các bạn. Tụ nguồn á. Đó. Nó lên các bạn đảo qua đâu cái nó về không là ok. Rồi. Hôm nay là mình đã hướng dẫn các bạn nha, cái kiểm tra tất cả các linh kiện trên cái bo nguồn led driver này nha các bạn, bằng cái phương pháp là đo nguội. Còn cái phương pháp đo nóng á, là mình đã hướng dẫn các bạn trong cái phần mà sửa led driver á. Các bạn có thể tìm thấy kiếm video đó trong kênh của mình nha, hướng dẫn thực hành cho anh em kỹ thuật á, cái video đó. Rồi video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn có thể tìm hiểu thêm một cách sửa đèn led nè, cách đo đạc linh kiện nè. Và các bạn có thắc mắc gì á, các bạn cứ viết lại comment để video ở phía dưới video nha các bạn, mình sẽ hỗ trợ các bạn.